Dạ vâng, mùng 1 tháng mai, mùng 2 đầu tháng thì ngày hôm nay là cái video đầu tháng của tháng 10 dương lịch các bác anh chị ạ. Thì cứ như hẹn đã lên, các bác anh chị nhà mình đã theo dõi kênh của em Hiền thì cũng biết rồi, cứ khung vào cái khung thời gian buổi một ngày cuối tháng và hai ngày đầu tháng là luôn luôn sẽ có cái chương trình giảm giá cho các bác anh chị nhà mình nhá. Sẽ luôn luôn có cái chương trình giảm giá cho các bác anh chị nhà mình trong để tri ân các bác anh chị nhà mình mở hàng đầu tháng và đã tri ân khách hàng đã theo dõi kênh của em trong suốt thời gian qua nè. Thì ở video đầu, những cái phút đầu live này thì em cũng xin được giới thiệu rằng là ngày hôm nay tất cả những cái sản phẩm em đều giảm giá cho các bác anh chị nhà mình 200.000 đồng nhá. Sẽ giảm so với cái giá ngày thường là 200.000 đồng trên một sản phẩm ạ. Các bác anh chị quan tâm đến những cái dòng sản phẩm bếp ga nội địa Nhật, gọi điện thoại hoặc kết nối Zalo cho em Hiền qua số điện thoại 0979205323. Đấy, số này là số điện thoại và cũng là số Zalo công việc của em nhé. Các bác anh chị nhà mình cứ gọi, cứ nhập là kết nối với em ngay này. Bên nhà em thì hàng lúc nào cũng sẵn tại kho để các bác anh chị nhà mình lựa chọn ạ. Với cái dòng bếp ga nội địa Nhật thì các bác anh chị nhà mình cũng biết rồi, nó sẽ ưu tiên về cái độ an toàn. Độ an toàn của bếp thì gọi là an toàn một cách tuyệt đối luôn nhé. Để đi vào chiếc bếp số 1 ngày hôm nay, trước khi vào chiếc bếp số 1 em sẽ giới thiệu thêm một chút nữa. Với bếp bên nhà em là bếp dùng lướt, độ mới từ đạt từ 95 cho đến 99% độ mới độ đẹp của bếp. Và với cái chính sách bảo hành sẽ như là một chiếc bếp mới luôn ạ. Bảo hành 1 năm miễn phí. Sau 1 năm bảo hành miễn phí, bên em vẫn có hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp cho các bác anh chị nhà mình. Chiếc bếp số 1 ngày hôm nay nào, một điều tuyệt vời nào. Với mức giá bao nhiêu nào, lên cho các bác anh chị nhà mình một chiếc bếp mang thương hiệu là Zinai nhá. Bếp thì sẽ là mang thương hiệu Zinai, sử dụng bằng phím vặn ạ. Hai bếp nấu và một lò nướng. Cái chiếc bếp này thì nó còn đạt được đến 99% độ mới độ đẹp của bếp. Giá của chiếc bếp này 2 triệu đồng ngày hôm nay nè, giảm cho các bác anh chị nhà mình 200.000 đồng, chỉ còn 1.800.000 đồng thôi nhá. 1.800.000 đồng làm được một chiếc bếp ga nội địa Nhật đẹp như thế này, bao gồm cả phí ship rồi. Em có giao bếp đến tại nhà, kiểm tra bếp, test bếp rồi mình mới thanh toán cho bên vận chuyển ạ. Với cái dòng nấu nướng cơ bản như này thì nó sẽ đáp ứng được mọi cái nhu cầu an toàn của chúng ta, là tự động ngắt lửa, tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống giò rỉ ga cho em nhé. Mọi trường hợp mất lửa thì bếp cũng sẽ đều tự động khóa ga nào. Ví dụ như các bác anh chị nhà mình có đun nấu đồ ăn trong nồi cạn nước thì chúng ta quên không tắt bếp thì bếp này nó có nhiệm vụ nó tự tắt lửa, tự khóa ga cho chúng ta. Hoặc là khi mà nhiệt độ nó đã đạt được cái ngưỡng là 250 độ C là cái ngưỡng nó sẽ bị cháy nồi, chúng ta quên không tắt bếp thì bếp nó lại cũng tự ngắt lửa và tự khóa ga cho chúng ta. Đấy là những cái tính năng an toàn tuyệt đối của dòng bếp ga nội địa Nhật. Và các bác anh chị nhà mình nhìn thấy chưa, ngọn lửa thì rất là xanh. Với cái dòng lửa xanh như này thì nó đã đốt cháy hết toàn bộ nhiên liệu trên đầu ngọn lửa rồi, nó sẽ giúp cho chúng ta là không bị điên nồi nào, không bị điên nồi khi chúng ta nấu nhá. Và nó lại còn là tiết kiệm ga, sẽ tiết kiệm cho chúng ta được đến 30% ga so với những dòng bếp ga thông thường. Đấy các bác anh chị thấy chưa, khi mà nhiệt độ đã đạt được cái ngưỡng nhiệt độ 250 độ C, bếp bên này thì đã giảm nhỏ, còn bếp bên này thì đã tắt lửa đúng không ạ. Đã tắt lửa là sẽ khó ga. Nói chung là em chỉ giới thiệu qua qua thôi, tại vì em báo giá ngày hôm nay lên 12 mẫu bếp, tại vì là video tri ân cho nên là cũng lên nhiều mẫu một chút để các bác anh chị nhà mình lựa chọn. Cho nên là các bác anh chị nhà mình vào like rồi thì đừng có vội ra vội nhá, nán lại xem hết video, hoặc chúng ta có thể kéo để tua ra để xem video, để xem những cái chiếc tri ân. Và đảm bảo là những cái chiếc bếp tri ân là những cái chiếc bếp đẹp xuất sắc của kho, chứ không phải là những cái chiếc mà vớ vẩn đâu, đảm bảo cho các bác anh chị nhà mình luôn ạ. Đây ạ, bếp thì đây nhá, một bên đã tự động ngắt, còn một bên thì lửa nó đang liu riu, lửa nó đang liu riu, chưa đạt ngưỡng 250 độ C thì nó sẽ chưa tự động nó ngắt đâu. Bắt buộc là cứ phải đạt 250 độ C cái ngưỡng cháy nồi thì nó mới tắt lửa khóa ga cho chúng ta. Dạ vâng, thì bây giờ thì bếp nó mới thực sự là nó đã tắt lửa đó. Đấy, rất là ok luôn. Rồi ạ, 1 triệu, bây giờ chỉ còn chiếc bếp số 1 này 1.800.000 đồng thôi nhá. Bỏ qua cái dòng cơ bản này, bây giờ lên đến cái dòng cao cấp luôn, rồi em lại quay trở về với cái dòng cơ bản cho các bác anh chị nhà mình. Chiếc bếp số 2 ngày hôm nay, chiếc bếp số 2 ngày hôm nay là dòng mặt kính phun chức năng và sẽ là phun inox cho em nhé. Mặt kính phun chức năng và phun inox đẹp chưa các bác anh chị ơi. Mặt kính nào, được bo viền bằng inox, kiềng inox, chắn dầu mỡ, thoát hơi lò nướng bằng inox.
gọi như là bầu trời sao đây các bác anh chị này. Kim tuyến nhá, mặt kính phủ kim tuyến đẹp như thế này cho em nè. Nhìn từ xa đây các bác anh chị ạ. Phiên bản này là phiên bản cao cấp của dòng bếp ga nội địa Nhật đấy. Mặt kính phun chức năng, phun inox và lò nướng điện tử. Giá của chiếc bếp này ngày thường là 4.900.000 đồng. Em khẳng định là các bác anh chị nhà mình xem video là có biết giá rồi. Thì ngày hôm nay sẽ được giảm đi 200, nó sẽ còn là 4.700.000 đồng ạ. Bao gồm cả phí ship rồi. Em có giao bếp đến tại nhà, kiểm tra bếp, test bếp rồi mình mới thanh toán cho bên vận chuyển. Ví dụ như mình có ý định mua thì ngày hôm nay đã xem thấy những cái chiếc bếp này, chúng ta đừng có chần chừ, chúng ta nên mua nhé. Với cái chiếc bếp này thì nó có thể hẹn giờ được cả hai bếp luôn nào, hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ được cả lò nướng luôn, có chế độ đun nước cả hai bếp nào, nấu cơm và hầm cháo, điều chỉnh nhiệt độ từ 140 lên đến 200 độ C ạ. Lò nướng thì sẽ là dòng lò nướng điện tử. Với cái phiên bản lò nướng điện tử thì có nhiều cái chế độ cho chúng ta chọn. Chọn nướng đồ tươi, nướng đồ khô, nướng cá, nướng thịt, nướng giòn và nướng vừa. Và quan trọng nhất là có chế độ nướng tự động. Khi đã kích hoạt chế độ nướng tự động, bếp sẽ tự điều chỉnh cho chúng ta. Chúng ta không cần phải điều chỉnh gì nữa. Đấy là cái phiên bản cao cấp của lò nướng điện tử. 4.900.000 thì ngày hôm nay nó còn 4.700.000 nhé. Chiếc bếp số 3 nào, vẫn là mặt kính phun chức năng, phun inox. Thiết kế của nó sẽ giống hệt như cái chiếc số 2 này, nhưng mà giá thành của nó có thấp hơn. Tại vì là sao? Vì nó không có lò nướng điện tử, nhưng mà nó có hẹn giờ của lò nướng và lò nướng của hai tầng nữa. Nếu như anh chị nào không quan trọng là lò nướng điện tử hay lò nướng thông thường thì chúng ta cân nhắc để chúng ta chọn cái chiếc số 3 này. Giá của chiếc bếp số 3 này ngày thường là 4.500.000 đồng, thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 4.300.000 đồng thôi. Ngày hôm nay nó chỉ còn là 4.300.000 đồng thôi các bác anh chị nhá. Đấy, đẹp như thế này nè, mặt kính phun chức năng và phun inox cho em nhé. Màu cũng rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn các bác anh chị nhé. Hai thiết kế của nó như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái lò nướng điện tử và lò nướng thông thường thôi, cho nên là em không giới thiệu thêm nữa vì nó đều là phun chức năng ạ. Nó đều là phun chức năng. Em sẽ báo giá nhanh để không mất quá nhiều thời gian của các bác anh chị nhà mình, cho nên là em sẽ báo nhanh và đi vào trọng điểm thôi. Thì với phun chức năng thì tất cả đều có hẹn giờ của bếp rồi, nấu cơm, hầm cháo, lò nướng hai tầng lửa, vân vân và mây mây đó. Chiếc bếp này thì cũng có hẹn giờ của cả hai bếp luôn nhá. Nào, chiếc số 4 nào. Chiếc số 4 ngày hôm nay là vẫn là Zinai nào, dòng mặt kính. Mặt kính của nó là được với cái tông màu xanh đen tím than nhá. Chiếc bếp này ngày thường giá của nó là 4.000.000 đồng, thì ngày hôm nay nó chỉ còn là 3.800.000 đồng thôi à. 3.800.000 đồng một chiếc bếp mặt kính phun chức năng như này, hẹn giờ của cả hai bếp nấu, hẹn giờ của cả lò nướng. Lò nướng thì vẫn là dòng lò nướng hai tầng lửa cho em nhé. Tất cả những cái chiếc bếp này nó đạt được đến 98-99% độ mới, độ đẹp của bếp. Cho nên là các bác anh chị nhà mình ngày hôm nay xem video chỉ cần là ưng cái màu sắc nào, ưng cái khung giá tiền nào, ưng cái kiểu cách nào thì mình chốt cho em thôi ạ. Ba chiếc bếp mặt kính là ba cái khung giá khác nhau nào. Sau khi được giảm giá rồi nó sẽ còn là 3.800.000 nào. Vâng, chiếc bếp số 3, số 3 này là 4.300.000, còn chiếc bếp số 2 này giá của nó là 4.700.000 nhá. Rồi, tiếp tục thì em sẽ sang những cái phân khúc gọi như là phun chức năng và đa chức năng tiếp theo nào. Chiếc số 5 ngày hôm nay là một chiếc bếp mang thương hiệu là Paloma IC365 nhé. IC365 phân khúc cao cấp của nhà Paloma nào. Chiếc bếp này thì gọi như là đạt được đến 99,99% độ mới, độ đẹp của bếp cho em nhé. Với cái dòng này là dòng phun chức năng và đời cao nữa nhé. Đời của bếp là được sản xuất năm 2021, tháng 12 năm 2021 mới được sản xuất này. Vẫn là hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ cả lò nướng. Lò nướng thì vẫn là hai tầng lửa cho em nhé. Phun chức năng thì nó đều có nấu cơm, hầm cháo, rồi điều chỉnh nhiệt độ, rồi 3S để duy trì ngọn lửa đây ạ. Giá của chiếc bếp này sẽ là bao nhiêu nào? 4.500.000 đồng, thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 4,3 triệu đồng thôi nào. Đẹp như mới như thế này cho em nhé. Đẹp như một chiếc bếp mới. Các bác anh chị lưu ý cho em là phân khúc cao cấp nhất của cái dòng môi chè IC365, và nó sẽ là đời cao ở tháng 11 năm 2021 cho em nhé. Tháng 11 năm 2021 ạ. Đây sẽ là chiếc bếp số 5 đúng không ạ? Chiếc số 6 ngày hôm nay nè.
dòng này là dòng đa chức năng, dòng này là đồng đa chức năng, không phải là full chức năng. Một chiếc bếp dòng nguyên bản nguyên zin này có nghĩa là sản xuất ra như thế nào, bây giờ nó sẽ được nhập về nguyên đai nguyên kiện như thế, nguyên bản nguyên zin nhá, đẹp như mới, gọi như là chất lừ đi chiếc bếp này ạ. Đa chức năng, dòng này là dòng mặt men đời cao, vẫn là được sản xuất tháng 10 năm 2021. Với cái chiếc bếp này giá ngày thường nguyên bản nguyên zin của nó là giá ngày thường là bao nhiêu nào, 3.500.000 đồng, thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 3.300.000 đồng thôi. Có nghĩa là các bác anh chị nhà mình đã xem like của em rồi là đã quá quen thuộc với cái khung giá của em rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mỗi sản phẩm đều được giảm 200.000 đồng cho các bác anh chị nhà mình nhá. Với cái dòng đa chức năng thì ngoài tính năng nấu nướng an toàn ra, bếp còn có một cái phím 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô cho em nhé. Đây là cái phím 3S của bếp này, điều chỉnh nhiệt độ ở 180 độ C và có cả phím hầm cho em nữa. Nguyên bản nguyên zin mà đẹp như thế này thì các bác anh chị nhá, mua cái dòng này thì không khác gì là mình đang mua bếp mới cả rồi ạ. Còn và nếu như đi mua một bếp mới rồi thì mình chỉ cần lựa màu sắc, lựa hình ảnh thôi đúng không ạ? Đây nhá, 3 triệu ngày hôm nay đã được giảm đi 200 ngàn đồng rồi, chỉ còn có 3.300.000 đồng nguyên bản nguyên zin đẹp như mới cho em như thế này ạ. Chiếc số 7 ngày hôm nay là một chiếc bếp mang thương hiệu là mắt kính phun chức năng với thiết kế hình mắt ếch nhá. Giá ngày thường đây luôn luôn là 3.500.000 đồng thì ngày hôm nay sẽ giảm đi 200.000 đồng cho chúng ta, 3.300.000 đồng. Với cái chiếc bếp này thì lại được giảm quá sâu luôn. Ví dụ như cái phiên bản hai đồng hồ riêng biệt của bếp và lò nướng điện tử thì nó phải là 3.700.000, nhưng mà giá gọi như là em để bằng cái giá thông thường của dòng mắt ếch này là đã giá 3.550.000 và lại tiếp tục được giảm 200.000 đồng đầu tháng nữa, nó còn có 3.300.000 đồng thôi. Một chiếc bếp với cái thiết kế hình mắt ếch đẹp như này nhá. Dòng này là dòng họng đúc, với cái dòng họng đúc thì lửa cực xanh, cực đẹp luôn và cực lớn luôn. Có hai đồng hồ riêng biệt của bếp nấu và lò nướng thì chúng ta có thể hẹn giờ đồng thời một lúc cả hai bếp nấu và lò nướng luôn. Đây nhá, hẹn giờ được cả hai bếp luôn. Chế độ nấu cơm và hầm cháo này, đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút cho em nhá. Điều chỉnh nhiệt độ từ 160 lên đến 200 độ C. Chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô. Đẹp như thế này mà giá ngày hôm nay chỉ còn có 3.300.000 đồng thôi các bác anh chị nhà mình ạ. 3.300.000 đồng là chúng ta nhận hàng tại nhà, kiểm tra bếp rồi test bếp rồi mới thanh toán cho bên vận chuyển cho em ạ. Bắt đầu sang cái dòng nấu nướng cơ bản nào. Giới thiệu về các bác anh chị nhà mình cái dòng nấu nướng cơ bản nhé. Với cái dòng nấu và nướng cơ bản thì nó sẽ đáp ứng được mọi cái nhu cầu an toàn và tiết kiệm ga của bếp rồi. Với cái dòng này thì nó được mệnh danh là cái dòng nồi đồng cối đá. Đã là nồi đồng cối đá thì độ an toàn vẫn là tuyệt đối và độ bền thì cực kỳ cao rồi đúng không các bác anh chị ơi. Chiếc bếp số 8 ngày hôm nay là một chiếc bếp dòng mặt men đời cao mang thương hiệu là Paloma này. Đẹp như thế này đây, xuất sắc cho em nhé. Đẹp xuất sắc luôn các bác anh chị nhá. Được sản xuất tháng 12 năm 2021, gọi như là đầu cuối năm 21 đầu 22. Giá của chiếc bếp này ngày thường là 3 triệu đồng, ngày hôm nay nó chỉ còn có 2.800.000 đồng thôi ạ. 2.800.000 đồng mà được một cái chiếc bếp gọi như là đẹp như một chiếc bếp mới này. Các bác anh chị nhà mình nhìn thấy cái mặt men của bếp chưa? Cái chiếc này thì nó đẹp quá xuất sắc luôn, gọi như là không có gọi như là đạt tới 99.99% độ mới độ đẹp của bếp nhá. Bo chi lửa thì bằng hợp kim nhôm nhưng mà phiên bản đời mới nên là dày dặn chắc chắn, tim cảm biến nhiệt này không khác gì bếp mới nhá. Giá của chiếc bếp này ngày hôm nay nó chỉ còn có 2.800.000 đồng thôi các bác anh chị. Chiếc số 9 ngày hôm nay nè, số 9 ngày hôm nay là sử dụng bằng phím nhấn D, hai bếp nấu và một lò nướng, vẫn là dòng đời cao, dòng mặt men đời cao tháng 11 năm 2022. Ngoài tính năng nấu và nướng an toàn ra, bếp còn có phím hẹn giờ 30 phút cho em nhé, hẹn giờ 30 phút cho em nè. Giá ngày thường là 3.200.000 thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 3 triệu đồng thôi nhé. Ngày thường 3.200.000 thì ngày hôm nay còn có 3 triệu đồng thôi, các bác anh chị nhà mình nhớ rõ cho em nhé. Chiếc bếp số này là số mấy? Số 9 rồi nhá. Số 9 ngày hôm nay có mức giá là 3 triệu đồng rồi. Có phím 3S để có phím hẹn giờ 30 phút nữa cho em nhá. Và dòng mặt men cao cấp đời cao này tháng 11 năm 2022 mới được sản xuất ạ. Phiên bản này đặc biệt này, dòng không lò nướng ạ. Với cái phiên bản dòng không lò nướng thì nó không có bếp nướng, nó chỉ có bếp nấu thôi. Nhưng mà ở cái chế độ là nấu an toàn nhá, tự ngắt lửa, tự khóa ga, tính năng an toàn thì đều như nhau cả, nó chỉ duy nhất là không có lò nướng thôi. Thì ngày hôm nay cái chiếc bếp này lại tình cờ là được vừa được giảm giá và được quà tặng nào.
Giá của cái dòng bếp không lò nướng bên nhà em là từ 2.300.000 đồng lên tới 3.300.000 đồng. Thì cái chiếc bếp này được gọi như là ở cái mức giá không phải cao nhất cũng không phải thấp nhất, giá tầm trung, giá của nó là 2.800.000 đồng. Nhưng mà chỉ được dùng với cái phiên bản kiềng điên thôi. Nhưng mà ngày hôm nay lại được tặng kèm là dùng với cái phiên bản kiềng inox, trị giá của cái bộ kiềng này là 350.000 đồng rồi. Lại được giảm tiếp thêm cho em là 200.000 đồng nữa. Thì bây giờ nó chỉ còn có 2.600.000 đồng thôi. 2.600.000 đồng mà lại được dùng cả cái tặng dùng với phiên bản kiềng inox nữa. Đẹp như này nhá, gọi như cái chiếc bếp này chưa bao giờ nó có cái khung giá như này. Cho nên là anh chị nào mà quan tâm đến cái dòng không lò nướng thì đừng có bỏ qua cái chiếc bếp số 10 ngày hôm nay nhá. Đừng có bỏ qua cái chiếc bếp số 10 ngày hôm nay ạ. 2.600.000 đồng lại được tặng kèm là dùng với cái cặp kiềng inox cho em nữa nhá. Chiếc bếp này là quá là siêu lợi nhuận cho anh chị nào mà chốt này. Tiếp tục nữa, lại là phiên bản tặng kiềng inox nữa nè. Chiếc bếp này giá của nó sẽ là mặt men nhá, dòng mặt men đời chung. Quan trọng là đời nào không quan trọng, quan trọng là bếp đẹp được đến bao nhiêu thôi. Đây, bếp như thế này nè, giá ngày thường của nó là bao nhiêu nào, 2.700.000 đồng. Ngày hôm nay nó chỉ còn có 2.500.000 đồng và được tặng là dùng với phiên bản kiềng inox cho em nhá. Dùng với phiên bản kiềng inox cho em nè, 2.500.000 đồng. Nhưng mà lại được dùng với cái phiên bản kiềng inox, dòng mặt men nhá, mặt men được phủ kim tuyến rất là đẹp luôn. Bếp bên nhà em thì tất cả thành vách thì sẽ được vuông thành đứng cạnh như này, đẹp một cách xuất sắc luôn, đúng không các bác anh chị nhà mình ơi. Đây sẽ là chiếc số 10 rồi đúng không? À không, đây là chiếc số 11 ạ, em nhầm ở số 11 nhá. Bây giờ thì đến chiếc cuối cùng là số 12. Số 12 ngày hôm nay thì dòng mặt men với cái tông màu ghi sáng. Giá của chiếc bếp này ngày thường thì 2.500.000 đồng, thì ngày hôm nay nó chỉ còn là 2.300.000 đồng nào. Đấy, 12 mẫu bếp là 12 cái sự lựa chọn cho các bác anh chị nhà mình. Từ trên trên 1 triệu đồng cho đến 5-6 triệu đồng nhá. Còn các bác anh chị nhà mình muốn quan tâm đến cái dòng mặt gãy cao cấp như này, bên nhà em cũng có. Cứ mua ở trong cái ngày mùng 1, mùng 2 đầu tháng thì đều có giảm giá như nhau. Không mua cái những cái sản phẩm trên video, mua sản phẩm bên ngoài video cũng được giảm giá như nhau, là mỗi sản phẩm 200.000 đồng cho em ạ. Dạ vâng, bên nhà em thì rất là nhiều sản phẩm. Đây, không lo, không có cái sự lựa chọn bên phía bên ngoài này là chỗ để hàng thôi, nó hơi tối một chút. Nên là các bác anh chị nhà mình, với lại em cũng không quay ra đấy, cho nên em quay loáng qua thôi. Anh chị nhà mình cũng không cần ánh sáng ở ngoài đấy làm gì đúng không ạ? Kể cả bên nhà em là cái phiên bản mà bếp với cái tông màu hồng như này, một chiếc bếp độc nhất vô nhị nè. Đây, chiếc cuối cùng nè, với cái tông màu hồng nhá. Cả kho 500 chiếc bếp chỉ có một màu duy nhất như này. Nào, chỉ có một chiếc này là màu duy nhất nào. Anh chị nào mà chốt thì alo ngay cho em nè. Dòng mặt men đời cao, sản xuất năm 2020. Giá ngày thường của nó là 2.900.000, thì ngày hôm nay nó còn có 2.700.000 thôi. Ngoài tính năng nấu và nướng ra, bếp còn có thêm một cái phím 3S để chúng ta duy trì ngọn lửa khi chúng ta rang đồ khô nhé. Dạ vâng, chúc một tháng mới của các bác anh chị nhà mình tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc ạ. Em Hiền xin phép được tạm dừng video ngắn ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhà mình vào khung giờ buổi trưa và buổi tối hàng ngày của em Hiền ạ.